Stop wishing, start doing. Bạn có biết rằng rất nhiều người mơ ước được sở hữu một cây đàn guitar, được đánh những giai điệu trên cây đàn guitar, nhưng rất ít người làm được việc đó. Có hai lý do. Một người là chỉ hoàn toàn mơ ước và anh ta không làm gì cả. Người thứ hai tiến thêm một bước, đó chính là mua đàn về và tự học nhưng vẫn không đi đến đâu. Lý do là gì? Không biết phương pháp học. Việc bạn mở YouTube lên, mở một cái video hướng dẫn nào đó và tập theo, nhưng điều quan trọng rằng bạn không biết được rằng trình độ của bạn chưa thể tiếp thu được cái video đó. Và do là không có người hướng dẫn, do đó các bạn sẽ không nhận định được ra cái điều quan trọng đó. Do đó các bạn thấy là ô, mình thích điệu bolero quá, có anh chàng đánh dạy hay quá, bạn cố gắng tập. Nhưng trong khi đó hợp âm bạn chưa bấm được, bạn tay phải bạn đánh còn chưa chính xác, chưa lung tung, thì bạn ráng tập theo một tuần hai tuần không được, cuối cùng bạn nản và bạn cho rằng cây đàn không có duyên với mình, do đó mình không thể tập được luyện được đàn. Và đó là lý do khóa học cơ bản guitar dành cho người mới bắt đầu ra đời. Và với khóa học này, Khoa sẽ hướng dẫn các bạn một bước đi từ nền tảng cơ bản và giúp cho các bạn tiến dần lên với một phương pháp đơn giản, trực quan và khoa học. Các bài học mình được diễn ra hoàn toàn là trên cây đàn guitar, và những cái phần lý thuyết cũng được chuyển đổi trực tiếp trên cây đàn guitar để cho các bạn hiểu được các nốt nhạc. Các phần về nốt nhạc, nhạc lý nó không có gì quá phức tạp giống như bạn tưởng tượng đâu. Nó giống như ngôn ngữ thôi. Khi bạn chưa học lớp 1, bạn nhìn thấy các chữ số hoặc là các bài tập như là một đám rừng. Nhưng khi học xong rồi bạn thấy nó cũng rất là đơn giản. Các nốt nhạc cũng như vậy. Và với phương pháp của Khoa thì tin tưởng rằng các bạn sẽ có một cái nền tảng vững chắc để học tập, và dần dần cái đàn guitar trở thành một người bạn thân thiết của mình, để mình có thể gửi gắm những điểm đam mê tâm sự của mình trong đó. Với khóa học này, hơn 8 giờ đồng hồ, tức là hơn 480 phút, đầy đủ các bài luyện ngón từ cơ bản, giúp các bạn làm chủ cần đàn, rồi bấm các hợp âm cũng từ cơ bản, cách tiếp cận để các bạn có thể làm chủ được các hợp âm từ cơ bản cho đến các ngăn cao ở trên, các thế bấm, mình di chuyển trên cần đàn, các bài tập chuyển hợp âm, sau đó đến các điệu đàn, mỗi điệu được hướng dẫn rất chi tiết với cái cách tập giữ nhịp cơ bản giúp cho các bạn sau này điểm không bị chạy nhịp. Rồi với một cái điệu như vậy có tới 4-5 bài thực hành kèm theo, rồi mỗi bài thực hành lại phân tích ra ở trong đó cách đánh khác nhau, các hợp âm mở rộng sử dụng trong đó, rất là nhiều thứ. Rồi tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn về cái cách dịch tông bài hát, để từ một cái tông A nào đó của người kia hát mà bạn không hát nổi, bạn có thể dịch chuyển về cái tông bài hát đúng với giọng hát của bạn bằng cách làm cách nào chuyển đổi hết các hợp âm về một cách khoa học và đúng đắn nhanh chóng nhất. Đó. Thì với khóa học này, từ ngày hôm nay cho đến ngày 31 tháng 5 thì nó được khuyến mãi giảm giá khi bạn mua một cái combo, tức là cái khóa học cơ bản này với lại cái khóa là luyện ngón cơ bản. Thì nếu các bạn mua khóa lẻ thì nó 750.000 và cái khóa luyện ngón là 250.000, tổng cộng là 1 triệu. Nhưng bạn mua cái combo này chỉ có 590.000 mà thôi. 590.000 mà thôi. Các bạn xem cái link mô tả chi tiết của cái video thì có chi tiết đầy đủ hướng dẫn ở trong đó cho các bạn xem. Còn nếu các bạn muốn mua khóa học này không thì nó cũng đang khuyến mãi còn 490.000 mà thôi. Cũng từ nay đến ngày 31 tháng 5. Hãy xem trong cái link trong phần mô tả video hoặc là trong cái comment của cái video này. Và sau 3 tháng mình tin rằng các bạn nhìn lại các bạn sẽ bất ngờ nếu mỗi ngày các bạn dành 20 đến 30 phút luyện tập. Không có gì là không vượt qua cả. Và hãy nhớ cái câu này: hãy ngừng mơ mộng và hãy bắt đầu, thì mọi cái kết quả tốt đẹp sẽ đến với các bạn. Hẹn gặp các bạn tại khóa học nhé.